tìm tài tới đường đi để chân tà áo thầm hiền lời quê. Đó là nét đẹp của tất cả hoa hậu và á hậu trong chương trình Fashion Show của Hội Chợ Tết LA 2014. Một lần nữa xin quý vị chúc một tràng pháo tay thật lớn. Dạ, một tràng pháo tay tiễn chân các cô đã vừa hoàn thành cái chương trình Fashion Show của mình để trình diễn với quý khán giả ở đây.